Xin chào tất cả mọi người, con tên là Nhật Minh, con là thành viên của đội siêu sao nhí của cô Tố My. Hôm nay con sẽ mang đến cho tất cả quý vị khán giả một ca khúc của nhạc sĩ Phạm Hồng Biển, ca khúc được mang tên Wake Up, có một hiệu ứng rất là đặc biệt, đó chính là về phần sân khấu của ngày hôm nay thì có một hiệu ứng đó rất là đặc biệt, giống như là phim Hồng Kông vậy, chưởng bùm chéo gì tùm lum tùm la, nên là có nhiều khi là con đứng sai, nên là cô Tú My và thầy Biển lúc nào cũng la con hết, là kêu con phải đứng ngay cái điểm đó. Người ta nói là học tài thi Phật, nên là mình cũng không có biết mà khi lên sân khấu mình như thế nào. Miễn sao là mình đã hết mình cháy hết mình trên sân khấu là con nghĩ là con cảm thấy ok rồi, con đã cảm thấy là rất là được rồi. Giả gì đi nữa nhưng mà con đã làm tốt thì con cảm thấy rất là mãn nguyện, con cũng không có cắn rứt lương tâm gì hết. Cả nhà hãy đón xem nha. Bye bye.